Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ở Việt Nam, mùa hè đang tới và cũng là thời điểm các vụ tai nạn đuối nước cũng gia tăng. Với bản tính hiếu động, tò mò, thích nghịch nước của trẻ hoặc do sự chủ quan bất cẩn của người lớn trong việc giám sát, đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Mới đây tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đã bắt đầu tiếp nhận các trẻ đuối nước nhập viện. Tại một số các tỉnh thành khác đã có những trường hợp đau lòng xảy ra khi có nhiều trẻ em tử vong do đuối nước. Lo ngại hơn, dù đã được tuyên truyền nhưng nhiều người vẫn chưa nắm được cách sơ cứu đúng cách khiến tình trạng của trẻ trở nặng hơn. Vậy những nguyên tắc này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Đầu tiên khi mà trẻ đuối nước, chúng ta cần phải đưa trẻ lên vị trí trên bờ là vị trí an toàn và sau đó tiến hành đánh giá trẻ. Khi đánh giá trẻ thì vấn đề nguy hiểm nhất là nếu trẻ bị ngừng thở hoặc là trẻ bị ngừng tim, vì thế chúng ta cần phải đánh giá là trẻ có bị ngừng thở hay là bị ngừng tim hay không. Bằng cách như thế nào? Để đánh giá trẻ bị ngừng thở, chúng ta cần phải tiến hành là gì? Nhìn, nghe, cảm nhận bằng cách là gì? Tai chúng ta sẽ hướng về phía miệng mũi bệnh nhân, mắt nhìn vào lồng ngực. Nếu chúng ta quan sát bệnh nhân không có lồng ngực di động và trẻ không thì có nghĩa là trẻ không tự thở được, lúc này chúng ta thì cần tiến hành thổi ngạt. Chúng ta thổi ngạt như thế nào? Với những trẻ nhỏ, chúng ta sẽ thổi ngạt miệng mũi là ngậm kín miệng và mũi bệnh nhân, và đồng thời chúng ta sẽ thổi ngạt cho bệnh nhân hai lần. Chúng ta thổi ngạt hai lần có hiệu quả bằng cách là gì? Chúng ta đánh giá là khi thổi ngạt lồng ngực bệnh nhân di động theo mỗi lần chúng ta thổi ngạt. Sau khi chúng ta thổi ngạt hai lần có hiệu quả rồi thì chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân có bị ngừng tim hay không bằng cách bắt mạch trung tâm. Thì chúng ta có thể bắt ở mạch bẹn, mạch cảnh và mạch cảnh tay. Chúng ta sẽ bắt mạch trong vòng 10 giây. Nếu trong vòng 10 giây mà không có mạch có nghĩa là bệnh nhân đã bị ngừng tim và chúng ta phải tiến hành ép tim cho bệnh nhân. Vị trí ép tim là 1/2 giữa xương ức. Chúng ta sẽ đây đầu trên xương ức, đây đầu dưới xương ức của chúng ta sẽ ép vào 1/2 vị trí 1/2 xương ức. Với những trẻ nhỏ chúng ta có thể dùng kỹ thuật hai ngón tay hoặc là kỹ thuật ôm ngực. Kỹ thuật hai ngón tay là chúng ta dùng hai ngón tay ấn vào lồng ngực bệnh nhân 15 lần. Mục đích là để ép vào buồng tim để tim bệnh nhân có thể là có móc tổng máu đi nuôi cơ thể. Và cái độ sâu của ép là chúng ta phải ép đạt được 1/2 đến 1/3 bề dày của lồng ngực. Như thế chúng ta ép tim mới có thể có hiệu quả được. Và tần số ép tim là khoảng 100 lần một phút. Sau khi ép tim 15 lần chúng ta tiến hành thổi ngạt. Và các bạn quan sát thấy là tôi sẽ ngậm kín miệng mũi bệnh nhân. Thổi ngạt 2 lần có hiệu quả. Sau mỗi lần thổi ngạt chúng ta thấy lồng ngực bệnh nhân di động, có nghĩa là thổi ngạt có hiệu quả. Sau 3 tiếp theo chúng ta tiếp tục ép tim 15 lần. Tiếp tục thổi ngạt ép tim liên tục cho đến khi mà bệnh nhân tự thở trở lại được. Và bệnh nhân thì hoặc là bệnh nhân chúng ta bắt mạch trung tâm có mạch trở lại, có nghĩa là hoạt động của hô hấp và của tuần hoàn của trẻ đã cải thiện. Và lúc đấy chúng ta cần phải gọi đội cấp cứu đến để hỗ trợ chúng ta. Lúc đội hộ cấp cứu có những phương tiện hỗ trợ cấp cứu hoặc là có thể đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để xử trí tiếp cho bệnh nhân. Kỹ thuật này rất là quan trọng và qua đây tôi cũng muốn cảnh báo các bạn rằng là chúng ta phải từ bỏ cái cách mà sơ cứu như trước đây chúng ta vẫn thường hay làm là gì? Gốc ngược trẻ vác lên vai chạy với những cái sự cách cấp cứu mà không đúng đắn như thế thì vô hình dung làm cho trẻ thời gian vàng để cấp cứu trẻ là bị mất đi, và như thế là nguy cơ trẻ bị tử vong hoặc là các di chứng hoặc là các biến chứng do đuối nước ngày càng nguy hiểm và cao hơn.